Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn. Hiện tại là mình đang tới Mexico, đang đi ra, nó đông như kiến các bạn. Đây là những cái chỗ cho mướn xe nè, nếu mình muốn có taxi giờ mình ra mình đón bus, để đi tới về cái resort. Thời tiết cái này khoảng nóng lắm như Việt Nam. Đây người ta đứng ra coi những cái khóa đòn để đón những cái người đi tới du lịch. Thank you. Qua đây là họ tưởng mình là người Trung Quốc không à? Đây cũng cò mồi giống kiểu mà Việt Nam à? Đó, nó cũng tiêu cực còn nhiều lắm các bạn. Rồi bắt đầu đi ra tới cổng là phía ngoài rồi. Ra phía ngoài là ở đây rồi. Đó. Ồ, đón đưa giấy tờ người đón rồi đó. Tới Việt Nam rồi. Tới Việt Nam rồi. Nên nóng. Đó, đông nó nóng. Rồi. Cảm giác là đang đi tới về Việt Nam à, đúng không? Rồi mở nhạc mới lên, đó, taxi đón, đó, trời ơi. Thấy có phong cảnh không? Taxi. Đó. Đó. Làm ăn chập giật tá lả không? Rất đông quá à. Đó, xung quanh nè, thời tiết này là y chang Việt Nam luôn á. Hiện tại là đi ra đón taxi để về nhà. Thấy không anh? Ồ, nó nóng. Nóng quá. Hiện tại là trời rất nóng các bạn, cho nên phải cởi áo cái khoác này ra, nóng lắm. Đây là phải nói nóng như Việt Nam, tại nó đi sâu xuống dưới miền Nam Mỹ rồi các bạn. Thì ở đây là gọi là Cancun. Đó. Đang đợi xe các bạn. Những người đang đợi bàn thảo để coi xe. Đông vui, đông vui các bạn. Người tới nồm nộp. Đó. Mấy em mà Mỹ à, mấy em Mỹ nó không biết luôn. Đón người giống như Việt Nam vậy đó, cầm bảng cầm đồ kìa, công ty đồ nó tới nó đón các bạn. Oh, cái xe này đẹp không? Mướn xe đi, chắc mấy trăm giờ phải lái vô là 1 tiếng rưỡi nữa. Wow. Rồi bây giờ lên xe. Xe 8 chỗ ngồi. Tới à, vô một cổng rồi. Hiện đại quá ta, đạp cái giò lên cái nó hở lên kìa, cái nó nhõng cái bỏ ra cái nó xuống lại à. Đó. Ở ngoài đi vô xa ha.
chắc 5 phút không? Trạm security không? Đi vô mấy trạm á? Đây trạm, trạm đi vô 3-4 trạm. Đấy, từ sân bay chạy vào đây là khoảng 1.5 tiếng. Trông phong cảnh đẹp không? Đây là rừng luôn á, còn xanh đẹp không? Nhưng mà ở ngoài dơ giấy quá, và trong đây là của nó nuôi, nó trồng hết rồi. Trời này chắc vô tới ha. Trời, bấn xe đạp ở xa quá, resort này qua resort kia ở xa. Trời, giả man luôn, không biết cái resort nào ha. Wow, nó nóng rồi. Đây bỏ vali xuống. Chó tiền tiền tay. Đây để em cho được rồi. Đây em có nè. Đây em có rồi. Rồi, thì giờ tiếp. Thank you very much. Sai à, hồi nãy ai? Đây vô cái resort này các bạn. Có người ra à, kỳ này tới đây làm vua cái. Yeah, thank you very much. Cần phải không? Để đây cái ta đem vô. M5. Ok, welcome to Grand Bahia Principe. You can go free for you check-in. After you check-in, you come back here. After check-in, you come back here? Come back for, I bring this today. Like that. I bring this in this car. After you check-in. It's okay. Yeah. Sau 6-7 tiếng rồi các bạn. Bây giờ là mới tới cái resort này. Giờ vô check-in. Tới đây làm vua vài bữa. Hả? Tới đây làm vua vài bữa rồi về làm cu li tiếp. Ồ nó nóng lắm, vô đây nó mát hơn. Đây nó làm cái nhà ở trên nó làm bằng lúa bằng những gì đó. Ở giờ vô check in. À, không ai mời bia rượu nước ngọt gì hết, đang gọi là khát nước mà. Hai vô check in nào. Champagne. Okay, how many champagnes? Four. Yeah. And then maybe one or two lemonades. Two lemonades. Okay, can I please have your passport? Tới đây bắt đầu mời champagne trước. Check in trước khi check in là mời champagne. Ha. Hết luôn hả? Hết bát bò hết nè. So these two passports are for one room? Yes. Okay. See. Có bốn resort nhưng mà cái của mình đã ước nhất cho nên mình được đi 4 cái kia luôn. Trời. Mình đi bộ không tè luôn ha. Nó xe chở kìa. Chắc có xe. Nó nói cái phòng xa lắm rồi, chút nữa mới bỏ lên, nó chở mình về trong phòng đó. Chỗ này chỗ check in thôi à.
xong rồi đi spa massage kìa. Wi-Fi kìa. 5 sao kìa đẹp. Hả? À dạ. 5 sao rồi. Yeah. Lúc book thì nó để 5 sao khoảng mấy giờ. Resort này là gì đây? Pahia. Pahia Principal Luxury. 5 sao. Được rồi. À, hồi giờ cô Ly khổ quá rồi, giờ đi kia, ở khách sạn 5 sao cho nó. Đứng đây. Đây champagne các bạn. Tới tới là mời champagne, trước khi check in là có champagne uống à. Mời các bạn, trời ơi, nó nóng này là phải như Việt Nam á. Nóng nhìn đèn thui đỏ mặt luôn à. Đỏ như tôm hùm luộc. Wow, uống cái coi. À, không ngon à, không ngon. Cô Trâm hỏi nó wifi ở đây dây xài sao, nó thấy nó đầy wifi rồi. Nó cho mình, nó đưa mình password của nó là mình xài thôi chứ đâu có to. Đi quá mệt các bạn. Mà vui. Benjamin, Lâm ơi. Sau khi check in xong rồi thì đi thử vòng thử các bạn sơ coi, họ chưa có phòng, chưa có số phòng. Đây là 5 sao resort luxury. Hồi giờ trời ơi, làm gì có tiền đi, hơi ráng gồng chục năm mới có tiền đi các bạn. Chơi là 5 sao luôn và nó mở nhà đâm ra đây. Ở ngoài đây chưa khám phá nha, để chút nữa khám phá coi mấy nàng tiên cá đồ ở phía ngoài đó. Con quyền này mới vừa tới thôi chưa, nên chưa biết sao. Ở đây mình nghĩ nó bự lắm các bạn, cho nên nó có những cái xe nè, nó chở mình đi nè. Chứ còn đi từ đây mấy cái phòng nghỉ bên kia. À, đây chưa mới có vô check in thôi, chưa có số phòng nữa. À, thì nó chắc nó rộng lắm, rộng thênh thang. Đây là resort 5 sao, chờ lâu lâu mới có gọi là có cơ hội ở cái resort 5 sao. Xuống vô nó bự giá oan các bạn. Nó làm cái kiểu mà giống nhà quê thấy không? Trên là rơm, vô mát lắm, bên trong mát. Cây cối thiên nhiên nó mà nó trồng không à. Đây là mình đi được dòng khu này là được 5 cái resort. Thì resort này là luxury. Thì không biết có resort nào đây, để coi thử coi. Nói chung là mới tới chưa biết các bạn. Để chút nữa mình mới đi khám phá. Đó xung quanh nè. Rồi cái mấy cây này nè, họ trồng họ làm này, đó làm không cái kiểu không? Kiểu mát lắm, kiểu nhà lá giống Việt Nam mát. Vô nó mát thì đâu, đứng ngoài này nóng thù nên không nổi. Đi xuống cái này là có còn chắc cái vĩ tuyến đó hả? Để coi cái này là Cancun mà đi sâu xuống thêm 2 tiếng nữa mình chắc nó thành xuống dưới mũi Cà Mau rồi. Còn sâu xuống nữa. Bây giờ đi tới reservation. Reservation nhà hàng luxury. Yeah, it could be a possibility that we don't have a space in the restaurant. That the restaurant they won't wire. Yeah, your app is not working. We try to reserve with your app. Is not working. But remember that all the restaurants, the domestic ones, are for available. How many? Everybody's adults? So no, we have 6 adults and 2 kids. Được. Can I see the rooms? 7224. Nóng quá, nhiều hết nổi. Giờ đi ăn là phải đặt hàng, đặt các bạn mấy nhà hàng xịn á.
Giờ lên xe. Lên xe chở vào phòng, ở đây phòng nó cao, phòng nó nhiều quá. Cúc. Đi xem phòng khác nữa mà phòng nào. Đây, nguyên một phòng, nguyên một nhóm người. Đi về đi về phòng. Đi rồi. Đi. Ready? Yes. Okay, let's go. How far is it from here? Not really far. Who is our next driver? Hey, go on. Xe chở đi nha. Đó, vô check in rồi đi. Ui da. Đây nó bự quá trời. Ồ, cái cảnh của resort à. Cái này đi bộ cũng vô à. Đi đây đi bộ exercise luôn. Giảm mỡ, ăn nhiều quá. Everybody going to 72? 72. Yeah. 72 and 72. Yeah. Quá lớn luôn. Đi bộ ra cũng phê á, chứ phải đâu, tưởng gần chứ, đâu tuấn tay rồi. Cái nào nó cũng giống cái nào á. Chắc này phải đánh dấu á. Chút tối là không biết đường á. À, bên trái bên phải chỗ tầm bự quá trời. Rồi bây giờ xuống lấy vô phòng. Bài biết được không? Rồi, đi lên nó xong rồi 5-10 phút thôi nha. Gọi đi. Ra cái này nè. Ra cái này đứng hả? Có gì gọi phone. Gọi phone xong mình lấy. Dạ, dạ. Rồi, ok. Rồi, năm sau mà cho đi bộ. Chà, phơi à. lầu một hết lầu một, chưa tới lầu một nữa, giờ mới lầu một nè. Rồi đổ mồ hôi hột luôn rồi. Rồi đổ một lầu một rồi các bạn. Nhà hàng năm sao kỳ vậy. Lầu hai 1.5 đổ mồ hôi hột. Lầu hai lên lấy lầu hai. Đây nó nóng khu giờ. Ồ, mình nhà ở lên đấy là ba rồi. Ba rồi, hết rồi. Ôi trời. Mua cà phê không? À ngồi. Xuống dưới. Mình đi lên chi? 24 được không? Không. Phải 24. Ôi giời. Này nó mở máy lạnh ở đâu ta? Ở trong cái e kìa. Đây có được cái giường nhỏ. Giường nhỏ các bạn. Đây có cái giường đôi. Rồi, đây ban công ngó ra ngoài. Ha. Mở cửa ra được luôn. Nhưng mà chưa mở.
cái phòng nó có vậy thôi. Trong đây như có tủ lạnh á, có phải không? À đúng rồi nè, trong đây thôi là nó có bia có rượu nữa phải không? Đó, à, các bạn uống miếng nước nè, tao khát quá. Ai uống miếng nước rồi. Nóng tơi rồi. Đi nó phơi. Nhìn cỡ dài cỡ nhớ nè. Nhưng mà xíu nè. Đói sáng giờ. Cần phải đi ăn. Trời nóng như thế này. Để coi trong đây. Đem cái đồ xịn không á. Có đem cái áo vest chưa? Chơi sang không chưa? Ăn nhà hàng sang, mặc đồ sang. Đó. Đôi dép đi bộ. À, thấy chưa? Áo vest, veston. À, máng lên tối còn đi ăn đồ ngon chút xíu. Ăn cái đồ này để lên thì nó nhăn. Chào chào anh kia. À các bạn. Thế là trong kia trong kia. Thế nào là nó nhăn lắm. Để mà cái áo à, để cho nó nhăn mặt à, không có nhăn phải không, xếp nó quá biến ủi thôi, mặc cái đầu để tới đó đi đây, đây đó rồi giờ này cắm vô đây coi. Hello. Ok đi đó phải không? Ok đi gặp chỗ này không, gặp chỗ này mà không. Ok. Rồi, giờ đi bộ mà ra ăn á, rồi xong đi bộ vô là hết cơm. Hết cơm. Xong đi ra tiếp. Wow, cho mình vô trong cái chỗ đó là hết nhà luôn, hết phòng luôn rồi đó. Nó cho mình vô xe dưới ta. Đổi không? Em đi kiếm chuyện mình đổi. Chắc mình không đi request đó gì nữa, nó cho mình chui vô trong cái chỗ đó. Wow, đi ra mệt luôn á mà. Đi ra đang đói ra hết đi không nổi luôn kìa. Chú ba cái xịn nó không cho ăn. Tụi nó láo. Cái người nói là nó lấy cái gì nó sẽ cho, có bây giờ 40 người, một hay là 30 người. Đó. Đó. Cứ hết rồi người ta họ không ai để ý hết nè. Bây giờ hello. Hola. Ra tới biển luôn rồi các bạn ơi. Bên đây trái là quán ăn. Quán này chả quán buffet quá. Mày bán đi không ạ? Ở đây nó làm này để chim khỏi vô nè, mấy cái resort khác chim vô lum la. Rồi. Màn dán cái bức màn qua thì nó sẽ vô đây. Và vô kiếm món ăn. Đói quá rồi các bạn ơi. Hiện tại là 5 6 giờ. À. Biết ăn này ăn buffet ăn gì biết. Chắc buffet ha. Buffet. Ồ vậy mà có con chim nó vô. Ồ mấy cái này nó dở vậy. Giờ đâu có gì đâu ăn ta. Cái vòng vòng không có gì ăn trời ơi. Ba cái đầu.
bánh tiêu, bánh tiêu. Cái này pizza vậy thôi. Có. Cái pizza này. Để kiếm cái nào ngon hơn không? Hay là hết rồi? Ăn gì á? Chắc ngồi ăn rồi kìa. Chắc ngồi ăn rồi. Giờ trễ quá không có cho đi ăn, chúng ăn nhà hàng fancy. Cho nên lấy qua ở ở Mỹ đi qua Mỹ ăn pizza các bạn. Ăn miếng thôi, tối để dành ăn khác. Bắp giờ mắc tiền lắm các bạn. Thôi ráng ăn miếng. Ăn miếng burger. Cái này ngon à chứ. Ngon chưa? Lấy hai miếng thịt này đi. Đang đói ăn đại đi. Rồi đừng ghế này đó. Thôi vô đó đủ rồi. Ủa mình ngồi chỗ nào Lâm? Đây à? Ồ, ngồi đây mát các bạn. Đi năm sau mà ăn cho rồi nó quải dữ rồi. Đây, mời các bạn cái sausage.